Vàng được hoàng đế Trung Quốc cổ đại ban thưởng thực chất là gì? Trong một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, người ta thường nghe kể rằng các bậc đế vương thời xưa có khi thưởng đến 10 vạn lượng vàng, mà theo cách đo đạc thời bấy giờ, 10 vạn lượng vàng tương đương với 500 kg vàng. Ngày nay, trữ lượng vàng của một quốc gia phát triển ở châu Âu chỉ có vài trăm tấn. Nếu ở Trung Quốc cổ đại có nhiều vàng như vậy, thì bây giờ toàn bộ số vàng này đã đi đâu? Trước thời nhà Tần và nhà Hán, cái mà người Trung Quốc gọi là vàng thực chất là đồng. Đến thời nhà Tùy và nhà Đường, số vàng mà các hoàng đế cổ đại ban tặng là 10.000 lượng nhưng cũng không có nhiều vàng trong đó, hầu hết chỉ là bạc và đồng. Cho đến thời nhà Minh và nhà Thanh, vàng mà hoàng đế ban thưởng căn bản là vàng ròng, mấy trăm lượng đã là phần thưởng vô cùng cao.